Thưa quý vị và các bạn, theo nhiều tài liệu nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng thờ mẫu bắt nguồn từ việc thờ cúng các nữ thần và là tín ngưỡng gốc của dân tộc Việt. Tục thờ mẫu được cho là có sức sống dai dẳng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Ngay cả sau này, khi Phật giáo và Nho giáo đã trở nên cường thịnh, đạo mẫu vẫn được thực hành rộng rãi, thậm chí tín ngưỡng thờ mẫu còn góp phần bản địa hóa các tôn giáo ngoại lai. Tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam xuất phát từ tục thờ nữ thần xa xưa của người Việt cổ. Chưa ai thống kê được một cách chính xác và đầy đủ các nữ thần được nhân dân ta tôn vinh và thờ phụng. Chỉ biết rằng, việc thờ phụng này đã có từ rất lâu đời và phổ biến ở nhiều nơi trên lãnh thổ nước ta. Trong sách cổ Hội Chân Biên, in năm 1847, đời Thiệu Trị, do Thanh Hòa Tử tập hợp, trong 27 vị thần tiên có nguồn gốc thuần Việt thì đã có 17 là tiên nữ. Cuốn Các Nữ Thần Việt Nam đã tập hợp và giới thiệu bước đầu 75 vị nữ thần tiêu biểu của nước ta. Sách Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam, trong số 1.000 di tích được giới thiệu thì đã có 250 di tích thờ cúng các nữ thần và danh nhân nữ. Riêng xung quanh quần thể di tích Phủ Dày thờ mẫu Liễu Hạnh, người ta cũng tìm thấy hơn 20 miếu thờ các nữ thần. Từ các vị nữ thần tạo lập nên vũ trụ như nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trăng, bà nữ oa, tới các biểu tượng đất nước, mẹ Âu Cơ của Lạc Việt, mẹ quê hương, thậm chí nguồn sống của người Việt cũng là mẹ lúa, mẹ mía, mẹ lửa. Đặc biệt, những người phụ nữ có công với nước, với làng xã cũng được tôn vinh thành các nữ thần. Nữ tướng Hai Bà Trưng, Nguyên Phi Ỷ Lan, nữ tướng Bùi Thị Xuân. Có những vị nữ thần bước ra từ lịch sử, tuy nhiên không ít trường hợp là kết quả của sự thêu dệt hoang đường, phi thực. Dù là với hình thức nào, tất cả họ đều phản ánh một thực tế hiển nhiên. Đó là vai trò và vị trí hết sức to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Đến thế kỷ thứ 15, 16, những yếu tố bản địa đó trong việc thờ phụng nữ thần, mẫu thần, tiếp xúc với đạo giáo Trung Quốc, tiếp nhận một số đặc điểm và hình thành nên đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Mẫu có quyền năng sáng tạo vũ trụ duy nhất, nhưng lại hóa thân thành tam vị, tứ vị thánh mẫu, cai quản các miền khác nhau của vũ trụ. Thiên phủ, miền trời, địa phủ, miền đất, thoải phủ, thủy phủ, miền sông biển, nhạc phủ, miền rừng núi. Đứng đầu mỗi phủ là một vị thánh mẫu, tương ứng với mẫu thượng thiên, cai quản thiên phủ, mẫu địa, địa tiên thánh mẫu, cai quản địa phủ, mẫu thoải, cai quản thoải phủ và mẫu thượng ngàn, cai quản nhạc phủ. Các mẫu cai quản các miền vũ trụ có nhiều truyền thuyết, huyền thoại khác nhau. Vào khoảng thế kỷ thứ 16, vừa là nhu cầu phát triển nội tại của thứ tín ngưỡng thờ mẫu có từ trước, vừa là khát vọng của quần chúng nhân dân. Tín ngưỡng thờ mẫu bản địa Việt Nam đã thờ thêm một vị thánh mẫu mang tính phổ biến, đó là mẫu Liễu Hạnh. Quan niệm dân gian thường coi bà là hóa thân, thậm chí đồng nhất với mẫu thượng thiên, vì bà là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và có lúc là mẫu địa, nên đa số trong các điện thờ hiện nay chỉ có tam tòa thánh mẫu. Trong đó, tượng mẫu Liễu Hạnh được đặt ở giữa và hai bên là mẫu Thượng Ngàn và mẫu Thoải. Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện ở thế kỷ thứ 16, nhưng cho đến nay chưa có tài liệu chính xác để khẳng định tứ phủ có từ bao giờ. Cũng có thể từ tam phủ chuyển sang tứ phủ là sự thể hiện tư duy trong dân gian, từ tam phủ lên tứ phủ cho đầy đủ về vũ trụ. Theo giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh, sự xuất hiện của thánh mẫu Liễu Hạnh đã làm cho tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ nâng lên một trình độ cao hơn và toàn diện hơn. Trong điện thờ thần mẫu tứ phủ, mẫu thượng thiên đã bị lu mờ bên cạnh mẫu Liễu Hạnh. Phải chăng mẫu thượng thiên vì ở quá xa trên tận trời cao nên không gắn với nhu cầu thực tế, cuộc sống hàng ngày của người dân nên bị lãng quên? Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện đã kéo theo những thần linh trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ gần với đời thường, với trần gian. Trong số những tín ngưỡng bản địa, tục thờ mẫu tam phủ tứ phủ được cho là có sức sống dai dẳng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới đời sống tinh thần của người Việt. Ngay cả vào thời kỳ Phật giáo, Nho giáo trở nên cường thịnh, tín ngưỡng thờ mẫu
vẫn được đông đảo dân chúng thực hành thường xuyên, không chỉ góp phần bản địa hóa tôn giáo ngoại lai như Phật giáo. Tín ngưỡng thờ mẫu còn như một sự kháng cự ngầm với công cụ cai trị của kẻ cầm quyền phong kiến phương Bắc là Nho giáo. Điều này thể hiện rõ nhất qua sự xuất hiện của điện thờ mẫu trong các ngôi chùa ở Bắc Bộ. Từ vài năm nay, tục thờ mẫu không chỉ được thực hành ở những đền, phủ hay điện, mà còn ở trong các khuôn viên chùa thờ Phật. Hầu như các ngôi chùa ở khắp làng quê Việt Nam, do sự chi phối mạnh mẽ của tín ngưỡng thờ mẫu dân gian, thông qua mối quan hệ mật thiết với đạo Phật, mà thường có kiến trúc theo kiểu tiền Phật, hậu mẫu. Dường như việc thờ mẫu là một đảm bảo chắc chắn cho sự tồn tại của ngôi chùa, khiến đạo Phật có chỗ dựa vững chắc trong đời sống tâm linh ở cộng đồng người Việt. Dưới sự đô hộ hàng ngàn năm của phong kiến phương Bắc, Nho giáo được xem như công cụ cai trị, đồng hóa của giới cầm quyền. Tuy nhiên, dưới chế độ phong kiến Bắc thuộc hà khắc, sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của tín ngưỡng thờ mẫu bản địa, nơi người phụ nữ được tôn thờ, như là một thách thức với hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ của Nho giáo. Tín ngưỡng thờ mẫu là nơi mà ở đó người phụ nữ gửi gắm những ước vọng giải thoát của mình khỏi những thành kiến trói buộc của xã hội Nho giáo phong kiến. Dân gian có câu: thứ nhất ngồi đồng, thứ nhì lấy chồng làm quan. Trở thành bà lớn là ước muốn xa xỉ của người phụ nữ trong xã hội cũ, nhưng vẫn chưa thể lớn hơn giấc mộng được ngồi chiếu đồng. Những người đàn bà vốn chỉ quẩn quanh trong nhà, với ruộng đồng, bếp núc, chưa khi nào có tiếng nói trong gia đình, xã hội. Nhưng khi ngồi trên chiếu hầu, lại có xác phàm, hồn tiên, với một số quyền năng vô cùng huyền bí. Trong một xã hội chịu sự chi phối của lời răn khổng mạnh, kìm kẹp nữ giới, thì tính nữ quyền trong đạo mẫu chính là sự đối kháng rõ rệt nhất. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hiếm có một tôn giáo, tín ngưỡng bản địa nào lại tiềm tàng sức tự biến đổi thích ứng với sự thay đổi của xã hội như tín ngưỡng thờ mẫu. Đã từng có nhiều tranh cãi xoay quanh tín ngưỡng này, thậm chí đồng nhất tín ngưỡng này với các loại hoạt động mê tín dị đoan. Bởi vậy mà tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc ta đã trải qua một hành trình đầy gai góc trên con đường di sản. Thờ mẫu không chỉ là một tín ngưỡng tôn giáo mà còn là văn hóa. Nghi lễ hầu đồng và lễ hội, trang phục, phong tục gắn liền với thờ mẫu phản ánh lối sống, quan niệm, ước vọng của người Việt xưa và nay. Tuy nhiên trong quá khứ, việc thực hành nghi lễ thờ mẫu Tam Phủ đã từng gặp phải rất nhiều thăng trầm, hiểu lầm cũng như tranh cãi. Tín ngưỡng thờ mẫu hướng đến mang lại sự thanh thản, niềm vui cho con người trong cuộc sống hiện đại. Người đi lễ cầu mong đạt được những điều nằm ở chính cuộc sống này là tài lộc, thành công, may mắn. Sau nghi lễ hầu đồng, người đi lễ được thụ lộc ngay tại chỗ, được phát lộc là những vật phẩm quen thuộc, gần gũi của cuộc sống. Vì vậy mà nó xóa mờ ranh giới giàu nghèo, đã đi lễ thì ai cũng như ai. Nghi lễ này không chỉ là tổng hòa của nghệ thuật diễn sướng dân gian, mà mang ý nghĩa như một nghi thức giao tiếp với thần linh, nhằm gửi gắm biểu đạt những mong muốn khát vọng của con người. Nhưng cũng vì nghi thức giao tiếp với thần linh mang đầy màu sắc huyền bí này mà hầu đồng thường bị đánh đồng với hoạt động mê tín dị đoan. Trở về thời kỳ hưng thịnh của tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam, phải nhắc đến thời kỳ phong kiến. Chầu văn hay hầu đồng đã phát triển và đạt đến đỉnh cao vào thế kỷ 15 trở đi. Đây cũng là thời kỳ xuất hiện các nhân vật như Thánh mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Cô Đôi Thượng Ngàn và các nghi thức bắt đầu có sự tiệm cận với đạo giáo ở Trung Hoa. Thế kỷ thứ 19, thực dân Pháp đô hộ vùng đất An Nam, lúc này những giá trị phương Tây tràn vào, một xã hội nửa Tây nửa ta xuất hiện với những hệ hình văn hóa bị biến đổi sâu sắc. Hoạt động hầu đồng bấy giờ vẫn duy trì trong các tầng lớp nhân dân, nhưng lại bị các nhà nho gán cho ánh nhìn dè bỉu, bài xích mạnh mẽ. Thơ Tú Xương từng viết: khen ai khéo vẽ sự lên đồng, một lúc lên ngày 6-7 ông. Sát quỷ, ông dùng thanh kiếm gỗ, ra oai, bà dắt cái khăn hồng. Cô dương tay ấn tan tảnh núi, cậu chỉ ngọn cờ cạn dốc sông. Nửa thời gian của thế kỷ thứ 20, nghi thức thực hành tín ngưỡng bắt đầu xuất hiện biến tướng.
hoạt động hầu đồng ở nhiều nơi không mang nhiều ý nghĩa thực hành tín ngưỡng thờ mẫu nữa, mà nhuốm màu sắc của đồng tiền. Nhiều thanh đồng lợi dụng niềm tin của con người để kiếm tiền bất chính. Thậm chí có lúc, thanh đồng đã trở thành một thứ nghề và những giá đồng cũng trở thành một dịch vụ kiếm bộn tiền. Con sâu làm dầu nổi canh, lúc này nghi lễ hầu đồng không còn mang ý nghĩa gốc, khiến nhiều người dân có sự hiểu lầm nghiêm trọng, phản cảm với hình thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Cuối cùng, hầu đồng bị cấm đoán, bị xem là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, không vì vậy mà việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu là hầu đồng bị lụi tàn. Những thanh đồng chân chính vẫn tiếp tục con đường của mình, thể hiện sự tôn kính, uy nghi và khuôn phép trước giá mẫu qua những bài chầu văn, những câu chuyện lịch sử lồng trong hát chầu văn, những điệu múa, trang phục, cách trang trí đền đài. Vì vậy, hầu đồng đã vượt qua những cấm cản để khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Thập niên 1990 là thời điểm không khí học thuật liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu nói riêng và tín ngưỡng dân gian nói chung diễn ra vô cùng sôi động, nhất là sau khi Hội thảo Quốc gia về Thánh Mẫu do Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội diễn ra. Giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam đã chỉ rõ, đã từng có cuộc hội thảo quốc tế về đạo mẫu và hầu đồng năm 2001 tại Hà Nội. Còn trong các cuộc hội thảo nhân học trên thế giới thì có hàng chục tiểu ban quan tâm tới chủ đề này. Trong đó, riêng tục nhập đồng của người Việt được giới nghiên cứu văn hóa dân gian thế giới rất thích và đánh giá cao tín ngưỡng này. Vào năm 1996, bên lề hội thảo quốc tế, một cuộc hầu đồng đã được tổ chức tại Phủ Tây Hồ. Nhiều nhà nghiên cứu quốc tế sau khi chứng kiến nghi lễ hầu đồng đã phải thốt lên rằng: "Tôi sẽ nhớ mãi cái đêm huy hoàng này, đêm của âm nhạc, màu sắc và vũ điệu." Năm 2014, nghị quyết mới của thành phố Hà Nội thông qua quy định hành vi lợi dụng lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, sóc quẻ để trục lợi sẽ bị phạt từ 6 tới 10 triệu đồng. Nghị quyết của thành phố đưa ra đã gặp phải rất nhiều tranh cãi trái chiều. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức thuộc Viện Văn hóa và Phát triển cho rằng cần phải có quy định rõ ràng về việc xem bói, lên đồng, còn gọi là hầu đồng, như thế nào là trục lợi và như thế nào là phục vụ văn hóa đời sống tâm linh. Bên cạnh đó, cũng cần xem xét mức xử phạt từng nơi. Ví dụ như xử phạt xem bói, lên đồng trục lợi trong chùa chiền hay tự phát mở dịch vụ mê tín dị đoan này tại gia để trục lợi. Do đó, để xác định ranh giới giữa lên đồng trục lợi và lên đồng phục vụ văn hóa còn rất mong manh và chưa có quy định cụ thể. Cũng trong năm này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng hồ sơ tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, đệ trình UNESCO xét đăng ký vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015. Trong 193 nước thành viên của UNESCO, thông thường có khoảng 50 hồ sơ nộp lên và số hồ sơ được duyệt chỉ khoảng 30. Ngày 1 tháng 12 năm 2016, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện trên đã đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực giải oan cho hầu đồng của các nhà nghiên cứu. Giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh nhận xét về nghi lễ hầu đồng từ việc bị cấm đoán trong suốt nửa thế kỷ 20, bị xem là mê tín dị đoan. Đây được UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của người Việt. Đến nay, nhận thức của xã hội về tín ngưỡng nói chung và tín ngưỡng thờ mẫu nói riêng đã có sự thay đổi cơ bản. Từ chỗ cho rằng đó là mê tín dị đoan, là sản phẩm của xã hội phong kiến lạc hậu, cổ hủ, xã hội đã nhận thức ra giá trị và bắt đầu thừa nhận tín ngưỡng thờ mẫu.